Ok, chào mừng tất cả mọi người đang quay trở lại với ngày thứ hai của chương trình Coaching 21 ngày online, trong cái chủ chương trình giúp cho chúng ta tự tin nói trước đám đông cũng như ứng dụng cái tự tin nói trước đám đông đó vào bên trong cái công việc marketing, làm video marketing nói chung cũng như marketing nói riêng. Bởi vì thực ra cái việc mà chúng ta nói trước đám đông ấy, không chỉ làm video không phải tự tin nói mà chúng ta làm video không, mà nó có rất là nhiều điều mà chúng ta có thể làm được. Cương sẽ mỗi ngày cương sẽ cho mọi người thêm một vài cái lý do mà chúng ta cần phải tự tin. Ví dụ nhá, khi chúng ta tự tin nói trước đám đông thì chúng ta ứng dụng vào trong làm video marketing là cái điều rất là điều ai cũng muốn rồi, và cũng có hiệu quả. Và đặc biệt là cái giai đoạn đang mà dịch bệnh như là chúng ta đang ở nhà và trong cái nền kinh tế không chạm thì chúng ta cần phải làm điều đó nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta tự tin nói trước đám đông được, chúng ta có thể làm người chia sẻ, chúng ta có thể làm người đào tạo thì mình có thể đào tạo cho đội nhóm của mình có thể làm người chia sẻ và mình xây dựng nhân hiệu, xây dựng thương hiệu rất là tốt. Và đặc biệt một điều mà chúng ta cần phải biết là rất là nhiều các cái công ty hiện tại, khi mà cái thương hiệu của công ty đó lớn lên thì họ đi kèm với cái nhân hiệu của một chủ doanh nghiệp hoặc là nhân hiệu của một vài cái cá nhân trong cái công ty đấy, bởi những người họ có kỹ năng giao tiếp, họ có kỹ năng trình bày, họ có kỹ năng nói, kỹ năng sân khấu tốt. Tôi ví dụ như các anh chị có thể biết là Vingroup thì luôn luôn đi song hành với bác Vượng, đúng không? Bác Phạm Nhật Vượng. Thế Giới Di Động thì đi kèm với bác Tài, là những người đều đang xuất hiện chia sẻ và đang tạo ra giá trị nhờ việc đứng sân khấu và chia sẻ với các cái cộng đồng khác nhau. Nhưng mà chúng ta sẽ biết những cái công ty rất lớn như là Sông Đà hay là Vinaconex, những công ty Hòa Bình này kia, thì chúng ta không có biết nhiều về người sáng lập và người đang điều hành là ai, thì cái điều đó nó cũng giảm ảnh hưởng đi một phần. Nên cái câu chuyện mà khi chúng ta tự tin nói, biết nói và dám dấn thân chia sẻ, dám dấn thân chia sẻ là một điều. Thứ hai nữa là đủ tâm huyết để dành thời gian chia sẻ là một điều nữa, thì tự nhiên cái công ty của ta, cái gọi là gì nhỉ, cơ đồ của ta nó sẽ càng ngày nó càng tốt lên. Cứ nói để cho chúng ta hình dung ra được là mình sẽ đóng góp được gì cho cái công việc của mình, không phải chỉ là tự tin nói để tôi nói hay, để tôi thu hút được người khác đâu. Nó giúp chúng ta làm được rất là nhiều trong cái câu chuyện thương hiệu và nhân hiệu, đúng không ạ? Rồi, và ngày hôm qua chúng ta đã đi sơ qua một vài cái nền tảng, thì cứ muốn là dành khoảng vài phút thôi, nhắc lại mỗi người nhắc lại giúp Cương từ ngày hôm qua chúng ta đã học được, mọi người nhớ được cái điều gì ngày hôm qua, đúng không ạ? Mỗi người bật bật cam bật mic lên, chúng ta nói một câu thôi, nếu như người khác đã nói rồi thì chúng ta không nói lại nữa. Đây là một cách để chúng ta tổ chức một cái lớp tương tự. Ok, mọi người hãy lưu lại, ghi lại và lưu ý lại cái lưu trình như thế này. Thì mỗi cái buổi bắt đầu chúng ta cần phải cho mọi người khởi động, chúng ta cần phải cho mọi người review lại và nhắc lại cái bài cũ, và sau đó chúng ta sẽ hướng đến cái nội dung ngày hôm nay. Nội dung ngày hôm nay chúng ta vẫn đi đi về những cái tư duy cần thiết, quan trọng trong việc tự tin nói trước đám đông và làm chủ sân khấu. Ok, mỗi người nhắc một ý nhá, ai không nhắc được thì nghĩa là chúng ta thiệt thôi. Ok, bắt bắt đầu từ ai thì mọi người giành trước đi. Mình nói luôn anh Thắng ơi, anh Thắng là bốn level trong chia sẻ rồi, bốn bốn level anh dừng ở đó thôi. Có thể ai nhắc tiếp là những level nào, level 1, level 2, level 3, chúng ta đào sâu thêm một tí, chúng ta sẽ có nội dung để nói. Ok. Ừ, một một là nói rất là nhiều, hai là nói như thế nào, ba là nói là theo quan tâm đến người nghe, bốn là thay đổi được người nghe. Đấy là bốn Ok, level. cảm ơn anh Nam. Rồi. Tiếp tiếp tiếp, mọi người phải phải tập thành một cái phản xạ là dành mic để nói, mình cứ bật lên mình nói thôi, nói ai nghe được nghe. Nếu như mà hai người trùng nhau thì mình sẽ nhường lại cho cái người đang nói và sau đó chúng ta sẽ nói lại, nhưng hãy một cái phản xạ để yêu thích nói là chúng ta dành nói, được chưa? Rồi, quy định, quy chế, quy trình. Chị Hằng bật bật mic lên mà nói, chị Hằng ơi, nhanh nhanh nhanh, chúng ta chỉ có 5 phút làm cái phần này thôi. Ba quy, đó là quy định, quy chế và quy trình. Ok, rồi cảm ơn chị Hằng. Còn ai nữa, ai nữa? Hôm qua em học được với một Linh cái. luôn. Rồi, nhường nhau, nhường nhau. Hôm qua em học được giá trị của cái chai nước. Ok, giá trị của một chai nước, giá trị của chúng ta chứ. Liên tưởng tới là Cương nói dùng cái hình ảnh đó để minh họa thôi, và đó là giá trị của mỗi người lựa lựa chọn, đúng không? Vị trí chúng ta chọn tương ứng với giá trị của chúng ta. Rồi, tiếp bạn. Nhanh nhanh nhanh, tốc độ, tốc độ. Mọi thứ không có lý do, chúng ta phải có kỹ năng, kỷ luật và trách nhiệm. Ok, rồi, một vài cái điều mà chúng ta sẽ rèn luyện trong cái điều này đó chính là kỹ năng, rèn luyện tính kỷ luật và rèn luyện sự trách nhiệm của mình, không có lý do, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thông. Ok, tiếp tiếp ạ. Khi chuẩn bị từ bỏ thì hãy nghĩ đến lý do bắt đầu.
Ok, vì vậy nên là chúng ta phải trả lời ba cái câu hỏi đó để có một cái lý do và luôn nhắc cho mình cái lý do, cái động lực để chúng ta tiếp tục cái hành trình của chúng ta. Ok, cảm ơn anh Tuấn. Tiếp theo. Còn gì nữa, còn gì nữa? Come on. Tốc độ làm cho não động, động não lên nào. Tư duy 10, 20 và 70. Tức là 10% học trên lớp và 20% là thử thách sau lớp, trong lớp học. Tức là bài tập, còn 70% là áp dụng vào thực tế, tức là cái nỗ lực của bản thân thì chúng ta mới đạt được những cái kết quả tốt. Ok, cảm ơn Hương đúng không ta? Hương đúng rồi, Hương, ok. Giúp họ thay đổi cuộc sống. Dạ. Chuyển đổi được người nghe và giúp họ thay đổi được cuộc sống khi mình đứng làm chủ trên sân khấu. Ok, cảm ơn chị Hằng. Không phải chỉ là khi mình làm chủ sân khấu mà khi mình bắt đầu ý định bất kỳ cái bài nói nào của mình, kể cả làm video mà không phải chỉ nói, mà kể cả bài viết, chúng ta hãy xuất phát từ ý định là mình có thể chuyển đổi hoặc là giúp ai đó thay đổi. Ngoài những cái bài mà chúng ta nói về cá nhân, về cuộc sống của mình để chúng ta share với mọi người, để tương tác và tạo thành một cái giống như nhật ký và quyển sách của mình, thì chúng ta sẽ xuất phát từ cái ý định này. Cứ muốn chia sẻ một cái case study, đó chính là bác Đỗ Cao Bảo, phó tổng của tập đoàn FPT. Nhờ những cái status trên Facebook của bác ấy mà khi tổng hợp cái status đấy, bác tạo thành một quyển sách, đúng không ạ? Nên những bài viết của chúng ta, khi mà chúng ta tự viết, đúc kết từ những trải nghiệm và kinh nghiệm của mọi người, chúng ta tạo có thể tạo thành một quyển sách easy, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị Anh Hằng đúng không? Rồi, xin mời Nga Nguyễn. Nga nói đi, Nga giơ tay. Hãy học hai góc độ, đó nghĩa là ghi chú và hình dung để chuyển đổi. Tại vì nguyên tắc cốt lõi là mạng của Nga hơi lag. Ok. Em nói lại đi, nãy giờ anh nghe chưa được. Ý là hôm qua em học được đó là hãy học hai góc độ, đó là ghi chú và hình dung để chuyển đổi, thì nguyên tắc cốt lõi để nhân bản là dẫn dắt. Nghe không vậy? Okay. Dạ thầy. Nghe, anh nghe. Nói mà. Nghe được, nhưng mà anh chưa liên kết được ý. Rồi, hiểu rồi. Dạ dạ. Rồi, ok. Tiếp, thêm 3 người nữa thôi. Alo, khi chúng ta mới bắt đầu chia sẻ thì chúng ta cần làm một bước, đấy là xác lập quyền được nói. Yeah, ok. Rồi, cảm ơn Quang, hay quá, phải xác lập được quyền được nói, được không? Trong cái hành trình của chúng ta thì Cương sẽ giúp cho mọi người có một cái quy trình, và trong đó có cái bước xác lập quyền được nói, đúng không ạ? Rồi, ok, tiếp ạ. Hai người nữa, tốc độ lên. 10 phút nữa. Đầu tiên là mình phải tạo lửa lì, kiên trì, cảm giác mới lạ. Ok, rồi, cảm ơn Bích. Rồi, tiếp, một người cuối cùng. Xin chào. Qua bài học qua thì qua đó mình có thể định vị được bản thân và xây dựng cái thương hiệu cá nhân, sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Ok, rồi cảm ơn anh Hà. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, hãy cho ông Tâm và chồng vỗ tay. Yeah. Vỗ tay nào. Mọi người hãy làm những cái hoạt động ngay, kể cả khi chúng ta, khi Cương nói mọi người làm cái hoạt động đó, chúng ta cũng làm nha. Bởi vì cái cách chúng ta tổ chức một cái Zoom, mình cũng nên tập cái cách giống như mình đang ở trên lớp. Bởi như vậy thì chúng ta sẽ quen dần luôn, kể cả cái Zoom này cũng vậy. Ngay bây giờ thì hiện tại thì sắp tới Cương cũng tổ chức một vài cái chương trình giống như game ấy, tổ chức các cái hoạt động thông qua Zoom như này luôn. Nghĩa là không có bất kỳ cái giới hạn nào cả. Bởi vì sau khi Cương xem cái chương trình của Tony Robbins, ông ấy là một bậc thầy về đào tạo sân khấu và năng lượng. Mọi người khi nếu chúng ta vào, chúng ta cố gắng tắt mic nha. Chú ý mic của mình để chúng ta tắt đi, để bị ảnh hưởng đến mọi người. Tony Robbins ổng vừa làm xong một cái chương trình gọi là 22.000 người đến từ 143 quốc gia, và cũng xuyên suốt 4 ngày đêm như vậy, mời rất nhiều diễn giả, vẫn có nhiều cái hoạt động nhảy tưng trên sân khấu và tràn đầy năng lượng, vẫn có âm thanh, ánh sáng, everything, mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Và cái chương trình mà Unleash the Power Within, là khai phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong bạn, của Tony Robbins cực kỳ nổi tiếng, và Cương cũng đã tham dự trực tiếp. Ở đây thì có Cương, có chị Châu này, một vài người nữa cũng đã tham dự trực tiếp ở bên Singapore. Nhưng mà Cương không thể hình dung được là tại sao ông có thể làm được điều đấy, bởi vì cái chương trình mà Unleash the Power Within đấy, là khi mà tổ chức ra thì nó, mọi người đến đó, cái kiến thức không, mọi người đến không phải là để học cái kiến thức, mà đến để cảm nhận nguồn năng lượng của cái hội trường khoảng từ 10.000 người đến vài chục nghìn người đấy. Và khi mà mọi người nói rằng nếu mà tôi ở nhà tôi học như thế này thì tôi có cảm nhận được năng lượng hay không, thì tôi Robbins đã làm một cái chương trình đầu tiên ở trong tháng 6, và nó cực kỳ năng lượng. Và trong tháng 9 tới thì ông sẽ tổ chức một chương trình nữa,
tổ chức một chương trình nữa và ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được học cùng với nhau. Nhưng nếu như tình hình dịch nó sẽ bớt đi, nó hết đi thì Babylon sẽ tổ chức gọi là offline, nghĩa là offline tại mọi người nhưng mà học thông qua màn hình trực tiếp cùng với Tony Robbins. Thì cái điều đấy Cương thấy là thay đổi niềm tin đi và Cương bắt đầu Cương làm những cái hoạt động trải nghiệm thông qua online nó vẫn đều rất là ok, được chưa? Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có một ý như này để chúng ta tổng kết nha. Khi mà thông tin chúng ta đưa xuống thì mọi người cảm nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Giống như một khoảng 5 phút vừa rồi khi chúng ta ôn bài thì mọi người sẽ thấy là cái cảm nhận của mỗi người khác nhau, cái sự hiểu của mỗi người khác nhau và cái đón nhận thông tin và output cái thông tin ra bên ngoài khác nhau. Và mọi người thấy không ạ? Nên cái phần ôn bài là rất cần thiết trong khi chúng ta tổ chức những cái buổi nói chuyện, những cái buổi đào tạo của mình. Để chi? Để chúng ta hiểu được là mọi người có nắm được cái ý như thế hay không và hiểu đang nắm ở cái ý nào. Và Cương thấy là ngày hôm qua thông tin của Cương đưa thì có nhiều anh chị đã sáng tạo lên một ý rất là hay. Và cái đó là Cương cũng phải học hỏi lại. Nên là rất cảm ơn mọi người. Đó là chúng ta đo lường được. Và cái cách chúng ta cho mọi người ôn bài cũng là cái cách để chúng ta cùng học với nhau. Ở đây là một cái nhóm giống như mastermind thôi, để chúng ta mà cùng cốt lại với nhau, cùng chia sẻ lại với nhau, được không ạ? Đấy. Và có thể có rất là nhiều cái thứ mà Cương sẽ không chia sẻ tốt bằng mọi người. Và đây là có nhiều anh chị đang chia sẻ tốt hơn Cương rất là nhiều, được chưa? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp qua một vài cái tư duy mà chúng ta cần có để mà chúng ta tự tin nói trước đám đông. Hôm qua là tư duy về để chúng ta hiểu được là về ôn bài đúng không? 10, 20, 70 này kia. Còn hôm nay sẽ thêm một cái nữa là cái có một cái tư duy mà chúng ta sẽ biết là cần phải chia sẻ lại nè. Điều đầu tiên đó chính là khi mà chúng ta học bằng việc chúng ta nghe không á, chúng ta nghe thì chúng ta nhớ đâu đó được khoảng 10% thôi. Chúng ta vừa nghe, chúng ta vừa nhìn thì chúng ta sẽ nhớ đâu đó được khoảng 20-30%. Chúng ta vừa nghe, chúng ta vừa nhìn, chúng ta vừa nói, chúng ta vừa tương tác với nhau á, chia sẻ lại với nhau trên lớp thì chúng ta sẽ nhớ đâu đó được khoảng 40-50%. Rồi, chúng ta vừa nghe, chúng ta vừa nhìn, chúng ta vừa viết, chúng ta vừa trao đổi, tương tác thì chúng ta sẽ nhớ lên được khoảng 60-70% cái nội dung chúng ta đang tương tác, được không ạ? Nhưng mà khi chúng ta vừa nghe, vừa nói, vừa nhìn, vừa tương tác, vừa ghi chép và sau đó chúng ta chia sẻ lại có thể bằng video, có thể bằng cái buổi đào tạo nào đấy thì chúng ta có thể nhớ lên đến khoảng 80-90%. Nên một trong những cái phương pháp học tập cũng như là để rèn luyện tốt nhất là chúng ta sẽ chia sẻ lại, ok? Chia sẻ lại ở đây là mọi người sẽ nhận cái thông tin out input từ Cương hoặc từ bất kỳ ai đó và chúng ta sẽ chia sẻ lại luôn thành một cái buổi Zoom tương tự như này hoặc thành những cái video. Ngoài những cái video bài tập thì chúng ta hãy làm thành một cái video để review lại cái bài ngày hôm nay thì nó tốn thêm đâu đó của chúng ta khoảng 5 phút nhưng mà Cương tin là nó rất là giá trị, được không ạ? Một cái buổi Zoom khoảng 45 phút chúng ta cô đọng lại khoảng 5 phút thì rất là ok, chúng ta biết một học được một vài cái kỹ năng này. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng tổng hợp thông tin và những cái chi chính, và kỹ năng thứ hai là một vài cái kỹ năng liên quan đến việc mà chúng ta biết nói, luyện tập nói thêm, ok không ạ? Thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng phải nắm được, được không? Để mình mở cái bên trong của mình ra, mình mở cái niềm tin của mình ra, được không ạ? Rồi, đó nên là người mà tuyệt vời nhất học được nhanh nhất đó là học xong đi chia sẻ lại luôn. Chia sẻ lại nó có hai góc độ. Góc độ đầu tiên là góc độ là mình hiểu được, nắm hết rồi thì mình cần có thời gian để cho nó tiêu hóa, đúng không? Nhưng mà góc độ tôi muốn các anh chị làm đó chính là các anh chị hãy chia sẻ luôn, cứ cảm nhận được như nào chia sẻ luôn ở lúc đó, bởi vì nó đang có cảm xúc, nó đang có liền mạch và nó đang được có sự hiểu. Và sau khi chúng ta chia sẻ xong, chúng ta nghe lại, chúng ta đối chiếu lại, đôi khi chúng ta vỡ ra là mình đang hiểu nó chưa đúng, hoặc là sau này khi mình học thêm một vài cái module cái mình bắt đầu mình chia sẻ lại thì mình nghe lại những cái gì mình chia sẻ thì mình lại thấy mình đang nói nó rất là ok, hoặc là nói nó chưa đúng và nó điều chỉnh lại. Nên cái vấn đề của chúng ta là khi chúng ta học xong thì chúng ta cũng phải chia sẻ lại ngay, ok không? Nếu mọi người đồng ý thì ấn số 1 để Cương biết là mọi người hiểu được những gì Cương đang nói. Ok, cái khung chat là cái dấu ba chấm á, cái dấu ba chấm, được không ạ? Ngoài việc chúng ta ghi chép thì mọi người cũng tương tác trên khung chat nha, để Cương biết được một chút. Rồi, chúng ta phải chia sẻ lại luôn, học được cái gì thì phải bắt đầu chia sẻ lại luôn, chia sẻ lại bằng quay video như thế. Và thêm cái hai nữa là cái việc chúng ta quay video chúng nó sẽ trở thành một cái phản xạ cho chúng ta nè. Mọi người sẽ ứng dụng bằng cách là khi chúng ta có một cái ý tưởng nào đó hay thì chúng ta sẽ cầm điện thoại lên và chúng ta quay luôn. Thay vì là chúng ta cần phải có sổ bút thì chúng ta ghi, có sổ bút ghi càng tốt, có sổ bút ghi xong rồi thì phải quay lại luôn. Nghĩa là mình tạo ra cho mình một cái kho ý tưởng, kho tư liệu
bằng việc là chúng ta thấy một cái bài học nào hay đó trong cuộc sống, chúng ta cầm điện thoại lên, chúng ta quay lại luôn và chúng ta bắt đầu tập nói everywhere, được không? Bất kỳ nơi nào chúng ta cũng có thể nói được. Giống như vlog vậy, chúng ta làm vlog, chúng ta thấy một cái câu chuyện ở đó hay, hôm nay mình quan sát thấy cái điều này và mình cầm điện thoại lên mình nói luôn, hoặc là mình note vào trong điện thoại của mình luôn. Đó là cái cách để chúng ta bổ sung và phản xạ về về ngôn từ, về 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 câu chuyện, đúng không ạ? Thì ý này là các anh chị ở trước, giống như anh Thắng hay là Mạnh Tuấn hay là chị Trang hay là hôm nay thì không có chị Hương Cao, thì cũng đã được tôi chia sẻ trong cái chương trình 14 ngày tiền sự kiện này. Đó là 14 ngày đó thì tụi tôi đã làm điều này rất là nhiều. Sau khóa học thì là quay lại review lại bài học luôn, và thứ hai nữa là có sử dụng cho mình một cái kho tư liệu bằng video. Bởi vì khi chúng ta nói á, chúng ta một lần nữa chúng ta nạp lại trong đầu của mình, và thứ hai nữa sau này chúng ta đọc thì chúng ta rất là lười, nhưng mình lâu lâu mình rảnh mình lại mở cái video lên mình coi và mình phát hiện nó rất nhiều ý tưởng hay, đúng không ạ? Đấy, nên cái câu chuyện là ngoài quay lại review bài học thì chúng ta hãy dùng điện thoại để quay lại tất cả các ý tưởng, quay lại tất cả các bài học mà chúng ta cảm nhận, chiêm nghiệm mà tự nhiên nó phát ra trong đầu của chúng ta. Ok, đấy, mọi người hiểu được điều này thì comment số 1 nha, comment số 1 để Cương biết là mọi người đang nghe và hiểu được những gì Cương đang nói. Ok, rồi cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Rồi, và đó là cái cách để chúng ta tạo ra nội dung, nên nội dung xung quanh chúng ta cực kỳ nhiều. Cái điều thứ hai về cái tư duy chúng ta cần biết nè, đó là chúng ta đang sống, chúng ta đang làm việc bằng cái cơ chế niềm tin, và chúng ta đang tin cái điều gì thì điều đó sẽ chúng ta sẽ làm, và chúng ta tin điều gì thì chúng ta sẽ có điều đấy. Vì vậy một điều rất là quan trọng là chúng ta phải tin chúng ta là một người có khả năng nói, chúng ta phải tin là những gì chúng ta đang có là rất tuyệt vời, chúng ta phải tin những gì chúng ta đang có là những điều cực kỳ may mắn, và chúng ta đang may mắn hơn rất là nhiều người. Hồi nãy Cương nói, hồi nãy bạn Nga hay là Cương không nhớ, Nga hay là Bích ấy, thì có chia sẻ là cái giọng địa phương của mình, thì Cương nói là hãy trân trọng và hãy gọi là yêu quý cái điều đó, bởi vì cái điều đó là cái riêng của chúng ta. Chúng ta là một, nên là khi chúng ta chuyển thể nè, đây là một cái tư duy mà đã giúp Cương trở nên nói tốt hơn, đó chính là Cương tin và Cương trân trọng những gì Cương đang có, kể cả cái giọng. Ngày xưa Cương là một người nói cà lâm, bây giờ vẫn hay nói cà lâm, nhưng mà Cương bảo ok, mình biết là mình trân trọng nó, mình không có trách, mình không có gọi là thù ghét nó, mà mình trân trọng nó. Kể cả cái giọng ngày xưa thì mình nói cái giọng nó cũng không được hay lắm, nhưng khi mình vào mic thì mình thấy nó bắt đầu nói hay hơn, thì bắt đầu mình cảm thấy giọng mình hay, và sau đó thì mình càng yêu thích cái giọng mình, và mình càng yêu thích cái giọng mình càng muốn nghe, và khi mình càng muốn nghe thì mình càng lại nói hay hơn. Nên là mình yêu thích cái khuôn mặt của mình yêu thích cái cử chỉ tay chân hơi một chút vụng về của mình yêu thích cái cơ thể hơi một chút ú nù của mình một tí, hay mình yêu thích cái giọng của mình, khuôn mặt của mình, hay là một vết sẹo nào đó trên khuôn mặt, mình biến nó thành một cái điểm mình tự hào, thì tự khắc chúng ta sẽ trở nên tự tin. Và tự tin nói trước đám đông là chúng ta phải tự tin vào mình trước đã, được không ạ? Tự tin về kiến thức, tự tin về những cái gì chúng ta đang có, nên chúng ta gỡ được, chúng ta thay đổi được cái mindset này, cái niềm tin về bản thân chúng ta tự tin về bản thân mình, tự tin về những gì chúng ta đang có, thì tự khắc chúng ta cũng sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta tự tin nói trước đám đông nó trở nên tuyệt vời hơn. Bởi vì cứ biết ở đây đang có một vài anh chị cứ đang lo là ok, cái cơ thể của mình khi lên sân khấu nó hơi nó không được đẹp lắm, rồi cái giọng nói của mình nó đang không ok lắm, hay là cái kiến thức của mình, hay là rất nhiều thứ khác, đúng không? Chúng ta đang chưa tự tin mà chúng ta phủ nhận đi. Nhưng nếu quay trở lại, ngày hôm qua Cương đã nói rồi, hãy luôn xuất phát mọi thứ bằng lòng biết ơn tất cả gì chúng ta đang có và tự hào về nó, thì tự khắc chúng ta sẽ trở nên tự tin hơn, chúng ta sẽ nói bằng trái tim của chúng ta nói bằng cái cảm nhận của chúng ta, và chúng ta nói bằng sự yêu thương và một sự chân thành. Nó không phải là cố gắng để là kỹ năng, nói là một kỹ năng, nhưng chúng ta đạt đến một cái trình độ nói tốt và muốn giúp đỡ được người khác thay đổi lắm, và tự tin nói bất kỳ điều gì á là nó không còn là kỹ năng nữa, mà nó thành phản xạ và sử dụng nó như một bản năng. Ok không ạ? Mọi người ghi cái điều này, không biết mọi người ghi kịp hay không, nhưng mà sử dụng kỹ năng nói như là một bản năng, và nó là một cái phản xạ, đúng không ạ? Nó không còn là áp dụng kỹ năng. Áp dụng kỹ năng ở đây là cái level là khi chúng ta nói, chúng ta còn phải suy nghĩ là mình sử dụng tay như thế nào ta, mình nói cái câu này trước, câu này sau, hay câu này là câu thôi miên ngôn từ. Nghĩa là chúng ta đang dùng ý thức để chúng ta luyện tập, để chúng ta nói và chúng ta sử dụng. Nhưng là một người nói mà tuyệt vời nhất, mà chân thành nhất, cuốn hút nhất, và ảnh hưởng nhất, và truyền cảm hứng nhất là khi chúng ta dùng nó như một cái bản năng của chúng ta, đúng không ạ? Dùng nó như một cái bản năng, nó thành một cái phản xạ. Nên chúng ta hãy luôn cài cho mình cái tư duy đấy. Cái tư duy ngày hôm qua tôi muốn tất cả các anh chị cài, đó chính là tư duy là
bất kỳ cái bài nói nào của mình hãy tạo được sự chuyển đổi, cung cấp một thông tin giá trị và có ích. Nếu không có ích, bỏ đi, được không? Ngoài những cái bài chia sẻ về cá nhân thì nó vẫn phải có ích, và vẫn phải có ích thì nghĩa là nó phải giúp người khác thay đổi. Và thêm một cái điều nữa là mọi cái hoạt động đó đều là marketing. Nhớ cái tư duy này thôi, gạch ra thêm một cái nữa là mọi hoạt động đều là marketing cả. Tất cả đều hướng đến là mình sẽ tạo ra sự chuyển đổi đó thì mình có thể mang lại cho mình được cái giá trị gì về thương hiệu, về tên, về mối quan hệ, về cái gì đó. Phải có mục đích, được không ạ? Phải có mục đích. Thì ngày hôm nay cái tư duy vô cùng quan trọng là nói sẽ phải trở thành một cái bản năng của chúng ta. Bởi vì vốn dĩ chúng ta đã có cái bản năng đó rồi, đúng không? Khi chúng ta phá bỏ được cái nỗi sợ về những con thú đang nhìn mình á, bản năng của con thú, thì chúng ta bắt đầu thấy mọi người trở nên yêu thương hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn và mang đến sự chân thành, được không? Đúng không? Rồi, cảm ơn Nguyễn Ngọc Anh. Mọi hoạt động đều là marketing, tất cả bài nói đều mang đến sự chuyển đổi, cần phải có điều đấy. Cảm ơn Ngọc Anh rất là nhiều. Đó, thì khi chúng ta có được cái tư duy này, chúng ta sẽ cảm thấy không còn sợ nói nữa, và mình cảm thấy thích được nói, và mình cảm thấy cần được nói, và mình phải được nói. Bởi vì hai cái tư duy tiếp theo là tư duy đầu tiên là tư duy mọi thứ chúng ta đang có đều rất giá trị và chúng ta đều phải cảm thấy may mắn, đúng không ạ? Mọi thứ luôn, kể cả giọng nói, kể cả khuôn hình, nó chưa trọn vẹn như chúng ta mong muốn. Bởi vì như chúng ta mong muốn là do chúng ta đang so sánh với một ai đó đang hơn chúng ta và chúng ta đánh mất đi mình. Nhưng khi chúng ta tập trung quay về bên trong mình, chúng ta cảm thấy chúng ta may mắn, chúng ta cảm thấy là chúng ta rất tuyệt vời, thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình rất là tự tin, tự hào đấy. Hãy có cái cảm giác tự hào và tự tin về những gì chúng ta đang có. Phải rèn được cái điều này nha. Hãy chắc chắn là phải cài được cái điều này bên trong mình. Tôi là một bản thể duy nhất. Tôi là một bản thể tuyệt vời nhất. Và tôi yêu quý tất cả những gì tôi đang có. Cho dù đó là buồn đau, cho dù đó là những cái điểm khuyết mà nhiều người nhìn vào, họ phán xét, họ cười chê tôi. Nhưng bản thân tôi không được cho phép mình cười chê tôi. Bởi vì tôi là một người vô cùng tuyệt vời, đúng không? Đấy, thì đó là cái tư duy đầu tiên mà chúng ta cần có. Cái thứ hai là chúng ta phải thấy là mình phải biến những cái điều đó, cái thứ hai là cái điều này này, là tất cả những gì chúng ta cần nói và cần chia sẻ ra bên ngoài, chúng ta đã có sẵn bên trong hết rồi. Chúng ta chỉ cần lôi nó ra thôi. Hãy tin vào điều này, là mọi thứ chúng ta muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ ai đó đã có sẵn bên trong chúng ta rồi. Mọi người chỉ cần tỉnh lại một chút, chúng ta sẽ thấy là mình có thể giúp được đỡ được rất nhiều người, mình có thể tư vấn được cho rất nhiều người để họ có thêm một cái năng lực nào đó, để họ vui hơn, để họ bình an hơn, để họ hạnh phúc hơn, hay để họ kiếm được nhiều tiền hơn. Những người bên cạnh chúng ta họ đang làm. Nghĩa là khi chúng ta hiểu được điều này á, chúng ta tự tin. Cái ý đầu tiên là để chúng ta tự tin rồi, và ý thứ hai này là để chúng ta gọi là mạnh dạn và dám chia sẻ. Bởi vì chúng ta đã đủ trải nghiệm và đủ những cái thăng trầm để đúc kết được rất nhiều thứ. Còn nhiều anh chị em khi coach chương trình Minh Cương, mọi người vẫn bảo là chị không biết nói cái gì cả, chị sợ nói này không được. Khi chúng ta càng sợ chúng ta nói cái gì á, thì chúng ta càng bị fail. Ok, đấy, nhưng hãy tin một điều là bên trong chúng ta đã có đầy đủ hết rồi. Chúng ta chỉ cần nói trước video này là chúng ta tuôn ra thôi. Ví dụ giống Cương bây giờ nè, Cương chỉ cần có một cái chủ đề, mọi người xíu nữa thì Cương sẽ chia sẻ cho mọi người những cái gọi là cái cách để chúng ta đặt tiêu đề, xíu nữa là sửa sẽ điều chỉnh cái bài video của mọi người, đúng không ạ? Thì chỉ cần đặt đúng cái tiêu đề đó thôi, và chúng ta bắt đầu sáng tạo ra nội dung. Cương vạch một vài cái ý, thậm chí không vạch luôn, Cương chỉ phát thảo trong đầu Cương, và Cương bắt đầu nói được một cái video khoảng 6 phút và 6 phút đến 10 phút, và cứ thế nó tuôn ra, và Cương tin là nó đã có sẵn bên trong Cương rồi, nên cứ thế nó tuôn ra thôi. Mọi người phải cài đặt được giống cái niềm tin này. Nhiều anh chị bảo ok Cương, tại sao mà mày nói xuyên suốt được như vậy, mày nói được nhiều, nhưng mày nói nó có phải chuẩn bị kịch bản không? Thề Cương không có chuẩn bị kịch bản gì cả. Cương chỉ bắt mạch đúng cái chủ đề đó, và Cương tạo ra cho mình xuyên suốt cái nội dung, bởi vì Cương tin bên trong Cương đã có hết rồi, đúng không ạ? Bên trong mình đã có tất cả mọi thứ, và các anh chị cũng phải tin điều này. Hãy tin bên trong chúng ta là một cái nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào, vô cùng quan trọng. Mình chỉ cần ok, mình nói nó, hãy mở ra, hãy cho tao thấy cái nguồn tài nguyên của mày. Hay là cái câu chuyện Cương hay sử dụng cái câu là này, thằng bạn khổng lồ của tao, hãy đồng hành cùng với tao, đúng không ạ? Là khi đó Cương kết nối với bên trong mình và nó tạo ra. Không biết bạn Ngọc Anh có phải là người cũng đã học hết combo 10 của thầy Bác không nhỉ? Thì sẽ hiểu được cái điều này hơn. Đúng rồi, cảm ơn Ngọc Anh. Khi chúng ta hiểu được cái điều này rồi, thì chúng ta sẽ kết nối với cái thằng bạn bên trong chúng ta, và chúng ta sẽ cho nó được làm việc cùng chúng ta. Bởi vì những gì mà chúng ta đang có ở hiện tại, chúng ta sử dụng á, là chỉ có 10% thôi, đúng không? Còn 90% còn lại
từ 5 đến 10%, và 90 đến 95% còn lại là nó đang được ngủ quên và chúng ta cần phải gọi nó dậy nhiều hơn. Đó, bên trong là một tài nguyên vô tận, đúng rồi, cảm ơn Ngọc Anh rất là nhiều, một nguồn tài nguyên bất tận luôn, và nó là cái việc sức mạnh tiềm ẩn bên trong chúng ta, bởi vì chúng ta khai phá được điều đấy ra. Và khi tụi cương đi qua bên học cái chương trình của Tony Robbins cũng vậy thôi, chẳng có gì cả, suốt ngày nhảy này, nhảy để làm gì, để kích hoạt cái nguồn năng lượng của mình, để cho mình phá vỡ những thứ mình chưa bao giờ làm, và từ đó mình chạm đến những cái ngưỡng mới, mình chạm đến những ngưỡng mới, chạm đến những cái niềm tin mới, và cảm nhận cái nguồn năng lượng nó cứ lâng lâng cả tuần, cả nửa tháng sau khi trở về từ Singapore, thì cái nguồn năng lượng nó cứ lâng lâng suốt thôi, bởi vì cảm nhận được. Và khi bây giờ cứ xem lại cái video, những cái video cưng có gửi lên nhóm với mọi người á, mình vẫn cảm nhận được cái nguồn năng lượng tại hội trường đấy. Đó là lý do vì sao mà nhiều người họ chi rất là nhiều tiền để chỉ trực tiếp tới nhìn thấy cái ông đấy, thấy cái thành tựu mình, hoặc tới cái sân khấu đấy thôi. Nó không phải là để học cái kiến thức nữa, mà là cái sâu bên trong đang huấn luyện cái thằng bạn của mình á, được không ạ? Nên là nhiều lúc chúng ta cũng phải nói với người bạn của mình là: ê cô bạn tuyệt vời của tôi, hãy đồng hành cùng với tôi, hiểu không? Đấy, những lúc mà bí từ khó khăn đấy, thả lỏng mọi thứ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp đập của trái tim và cho cái người bạn của mình nó nói chuyện với mình. Cái điều này thì không biết có mọi người có tin hay không. Nếu mọi người tin điều này thì hãy comment số 1, nhưng mà phải tin nhá. Hãy tin, ok, hãy tin nó đi, bởi vì đó là điều mà rất nhiều người thành công họ đang làm. Đó, và khi chúng ta càng tin, chúng ta càng cảm thấy là nó rất tuyệt vời luôn, và chúng ta tự tin mọi thứ rồi. Chúng ta chỉ cần cầm điện thoại lên thôi là mình đã nói được, và mình chỉ cần bước lên sân khấu rồi mình đã có thể chia sẻ được, bởi vì mình xuất phát từ cái tư duy kia mà, đúng không? Tư duy là mình lên để mình giúp đỡ mọi người, và mọi nguồn tài nguyên bên trong chúng ta đã có rồi. Ok, bây giờ là bài tập mà dành cho mọi người nè. Ngày hôm nay hãy ghi ra cái list ngày hôm nay. Bài tập mà hôm nay khá là nhiều, thôi cứ nghĩ là ít thôi, 100 thì nhiều quá, nhưng mà hãy ghi ra 50 cái điều mà chúng ta đang tự hào về cuộc sống của mình, và mình cảm thấy là mình trân trọng và tự hào về cuộc sống của mình á, từ cơ thể cho đến mối quan hệ, cho đến kiến thức, cho đến những cái thành tựu chúng ta đã đạt được. Thường thì Cương sẽ cho mọi người làm cái bài tập là ghi ra 100 điều chúng ta tự hào về bản thân mình, đúng không? Tự hào về cái hành trình cuộc đời chúng ta đã có được. Cái điều này là cái điều nó tạo ra động lực cho chúng ta đấy. Hãy ghi ra, bởi vì nhiều người đang sống trong một cái trạng thái rất là tiêu cực, đúng không? Thế giới này cần bạn và những giá trị bạn cần. Đúng, chính xác, cảm ơn Ngọc Anh. Đấy, ngày hôm nay chúng ta sẽ ghi ra 50 cái điều mà chúng ta cảm thấy tự hào, đó là đã, đang tự hào, đã làm được trong quá khứ những cái gì mà chúng ta làm được ấy. Và chúng ta cảm thấy chúng ta quá giỏi luôn. Hôm qua Cương đi nói chuyện với một Cương đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng cùng với hai người bạn của Cương, một người là chủ một chuỗi nha khoa 14 cái và một người đang là CEO của một công ty dược mỹ phẩm, cũng như bạn ấy cũng đang làm về cái spa. Và bạn ấy bảo: ui, em cảm thấy là em không biết em làm được cái điều gì, em cứ cảm thấy em thua người khác, em cứ cảm thấy là em không bằng người ta, cảm thấy bây giờ kinh tế khó khăn, em đóng một phát 14 cái phòng nha, bây giờ em còn có 6 cái thôi, lỗ gần 1 triệu đô trong cái giai đoạn vừa rồi. Và bây giờ bạn ấy cũng đang phải co lại một cái mặt bằng mà hợp thu, gọi là mỗi tháng phải chi tiền mặt bằng không nhá, gần 500 triệu một tháng ở khu bên quận nhất, đang phải co lại một quyết định. Thì cứ bảo đâu mày đã làm được cái điều đấy rồi, nghĩa là chúng ta đã kiếm được nhiều triệu đô thì chắc chắn chúng ta sẽ biết cách để kiếm được, cho dù đã mất thì mình phải thấy là mình tự hào về điều mình đang có, thì mình tự khắc là mình sẽ lôi nó ra và mình tin tưởng điều đấy, chứ không phải là chúng ta cứ tập trung vào những gì chúng ta đang mất, mà chúng ta hãy tập trung vào những gì mà chúng ta đã có được. Không phải là để ngủ quên trên chiến thắng nha, mà để biết được là mình đã làm được thì chắc chắn mình sẽ làm được tốt hơn, và mình sẽ làm được lần sau cho dù nó đã mất. Bởi vì những gì chúng ta đang có là những gì nó đến rất là vô thường, nó đến rất là vô thường, có được mất được, đúng không? Hãy luôn tự hào chính bạn là bạn là duy nhất. Cảm ơn anh Hằng đó. Vì khi thông được cái tư duy này, chúng ta sẽ không có sợ về nó chứ đám đông nữa, mà chúng ta phải rất tự hào về bản thân mình. Mình tự hào ở đây không phải để mình tự cao, mình tự hào ở đây để mình tự tin, mình tự hào ở đây để mình ghi nhận mình. Nên một trong có hai cái nghệ thuật vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải luyện nào. Nghệ thuật đầu tiên là nghệ thuật chinh phục mục tiêu. Thì để chinh phục được mục tiêu thì phải xác lập được mục tiêu, giống như câu chuyện nói nè, hay là các cái bài viết chúng ta viết, hay là những cái bài nói chúng ta chuẩn bị nói là những cái mục tiêu. Và sau đó chúng ta, cái nghệ thuật thứ hai vô cùng quan trọng đó chính là nghệ thuật ghi nhận và ăn mừng. Rất nhiều người thành công trên thế giới này, họ đang gọi là kết thúc cuộc đời của mình trong một cái sự bế tắc, cho dù họ có rất nhiều thứ mà nhiều người ngưỡng mộ và ước ao có được, bởi vì họ không biết được cái nghệ thuật ghi nhận và ăn mừng, đúng không ạ? Nên bản thân chúng ta khi chúng ta làm xong cái video của mình á, thì mình cũng phải biết
ăn mừng, đúng không ạ? Mình phải biết ăn mừng, mình phải say yes, mình phải cảm thấy tự hào, mình phải lặp đi lặp lại để bên trong mình nó có niềm tin là wow, mình tuyệt vời quá, mình hôm nay là cái video đầu tiên, hôm qua giống như cái có cái chị nào chị vào lúc lúc 10 giờ đấy, tham gia vào lớp 10 giờ đến từ bạn Trâm đó, thì bạn chị vẫn nỗ lực, chị rèn luyện, chị đã hoàn thành được và chị bảo lần đầu tiên nói video cảm thấy là lúng túng. Nhưng có nhiều người sẽ cảm thấy wow, cái lần đầu tiên mình tuyệt vời quá, ăn mừng, hay là cảm thấy ôi cái video này chán thế, kiểu dạng vậy. Nó cũng là một cái bối cảnh diễn ra, nhưng mà cái cách chúng ta phản ứng nó dẫn đến cái cảm xúc và làm cho cái hành động lần sau trở nên khác biệt. Nếu chúng ta cảm thấy cái video lần đầu mình quá chán, mình cảm thấy ui mình làm sao mà tệ thế, gì lớn đầu này mấy chục tuổi rồi mà làm cái video mãi không xong, chúng ta cứ trách cứ mình như thế, hay thậm chí là chúng ta bỏ luôn, chúng ta không làm, thôi mệt quá làm video gì khó quá. Đó là cái cảm giác của rất là nhiều người. Nhưng có nhiều người họ sẽ bắt đầu hiểu được cái nghệ thuật ghi nhận và ăn mừng, và bảo wow, cái lần đầu tiên mình tuyệt vời quá, mình đã nói được rồi, mình không nghĩ là mình có thể nói được, nhưng bây giờ mình đã nói được 3 phút, mình đã nói được 5 phút, tuyệt vời quá, trời ơi sao mà Cương tuyệt vời thế. Họ bắt đầu ăn mừng, họ bắt đầu ghi nhận, và bên trong bạn á, nó sẽ kết nối bạn và nó sẽ bắt đầu cho bạn những cái tín hiệu tốt, và nó bảo hey, tao với mày sẽ làm tốt, được không? Ngày mai chúng ta sẽ làm tốt hơn, hãy tiếp tục cố gắng, được không? Và chúng ta sẽ tạo ra những cái sự tự động viên cho chính bản thân chúng ta, được chưa? Thì cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn. Nên là nghệ thuật chinh phục mục tiêu và nghệ thuật ăn mừng là một trong những cái tư duy chúng ta cần phải cài đặt cho mình luôn. Nó mở rộng ra trong cuộc sống, không phải chỉ trong nói trước đám đông, đúng không ạ? Cương chỉ lấy cái việc mà tự tin nói trước đám đông là một cái ví dụ thôi. Nhiều người sẽ tự tin rất nhanh, rèn luyện rất nhanh và có kết quả rất nhanh bởi vì họ ghi nhận và họ luyện tập và họ cảm thấy họ đang phát triển. Còn nhiều người bảo ê cái ông Cương này ông dạy mẹ vậy, nói hoài, nó nói mỗi sáng nói cái gì mình không hiểu gì cả, thì làm sao mình tự tin nói trước đám đông được. Đấy, bắt đầu mọi người chuyển qua cơ chế nghi ngờ. Và trong cuộc sống này cũng vậy thôi, chúng ta nghi ngờ những cơ hội, chúng ta nghi ngờ một ai đó và chúng ta đóng não, chúng ta sẽ không còn tương tác được nữa. Nên hãy tin, phải cái cơ chế niềm tin nó rất là quan trọng, không? Nó vận hành mọi thứ. Tôi sẽ nói một chút về cái niềm tin để chúng ta biết là tại sao chúng ta cần phải có niềm tin này. Tôi thì chưa học sâu về NLP, nhưng mà gốc của NLP cũng là xác lập cái cơ chế niềm tin cho chúng ta thôi. Ví dụ mọi người đang ngồi trên một cái ghế, đúng không? Cơ bản là chúng ta đang rất tin cái ghế này là chắc, nên chúng ta ngồi cực kỳ thoải mái, có thể ngã ra ghế luôn, bởi vì chúng ta đang tin nó bảo vệ chúng ta và nó rất chắc chắn. Nhưng nếu bây giờ tôi nói và nó bẻ gãy cơ chế niềm tin mọi người luôn nè, cái ghế của mọi người có một cái chân nó đang bị mòn rồi và nó chuẩn bị gãy rồi, và nếu mà chúng ta ngồi nhún nhẹ một cái thì cái ghế nó sẽ gãy. Bắt đầu bên trong chúng ta nó sẽ có cơ chế niềm tin nó phản xạ xuống phía dưới. Nếu là cái ghế không phải của mọi người, không phải cái ghế ở bên ở nhà mà ghế trong hội trường của tôi, thì tôi sẽ bẻ gãy cơ chế niềm tin bằng thế, và mọi người bắt đầu hoang mang suy nghĩ xuống phía dưới. Tôi không nói cái vé trước mà tôi chỉ nói cái vé phía sau thôi, thì sẽ bắt đầu thay đổi cơ chế niềm tin liền, đúng không? Đó thì hay là cái việc mà chúng ta đang ngồi ở trên cái bàn này, chúng ta cảm thấy cái bàn nó rất là chắc chắn nên là chúng ta ngồi, chúng ta tận hưởng cái bàn, hay là chúng ta cảm thấy là cái không khí rất là sạch nên là cơ chế niềm tin chúng ta đang tin là cái môi trường này tốt lành và chúng ta đang tận hưởng cuộc sống của mình, hay là chúng ta đang tin cái ngôi nhà chúng ta đang rất là chắc chắn và có thể bảo vệ được chúng ta, nên là chúng ta đang ở trong ngôi nhà nó rất là an toàn. Và nếu chúng ta cứ nơm nớp lo sợ là cái ngôi nhà này 50 năm rồi, bây giờ chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi nó sẽ sập, thì chúng ta không thể nào ở trong đó được. Nên là cái cơ chế niềm tin nó hoạt động bởi vì chúng ta đang tin rất là nhiều điều, đúng không? Cái này nó chưa phải là cái cài đặt về, em chỉ đang nói về cái cơ chế là cái cơ chế niềm tin đang vận hành cuộc sống của chúng ta thôi. Còn cái việc mà có trong đầu sẽ có trong tay là một cái ý khác nữa cơ, đúng không ạ? Thì mọi thứ chúng ta đang hoạt động bằng cái cơ chế niềm tin hết, đúng không? Nên là nhiều người nói là sống bằng niềm tin nè, thắng bằng niềm tin nè, làm bằng niềm tin nè, điều đó là đúng, đúng không ạ? Phải có niềm tin thì mới làm được. Nên là phải tin tưởng rằng mình là một người có đầy kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, và mình bước lên sân khấu là cuốn hút, mình luôn tin vào điều đó và mình luôn tưởng tượng cái hình ảnh đấy, được không? Cái hình ảnh, cái câu hỏi thứ hai ngày hôm qua chúng ta làm bài tập đấy, thì chúng ta luôn luôn tin vào điều đó và luôn luôn tưởng tượng ra điều đó bên trong mình, thì tự khắc chúng ta sẽ thay đổi và cái sự chuyển đổi về kỹ năng nói nó sẽ trở nên tuyệt vời hơn, đúng không? Và sau khi đó thì thêm một cơ chế niềm tin nữa là mình tin là người khác đang làm được thì chúng ta sẽ làm được. Ví dụ như ở đây có bạn Trang, ở trong Zoom chúng ta có bạn Trang, là một người là bạn ấy có hôm qua có bạn nào so sánh là em thấy chị Trang nói rất là hay và em nói không bằng chị Trang. Nhớ một điều nữa nè, cái cơ chế niềm tin này vận hành nha. Bạn Trang bạn cũng đi lên từ giống chúng ta thôi. Kỹ năng nói là một kỹ năng, nên là năng làm thật kỹ thì nó sẽ lên, đúng không? Và bạn cũng bắt đầu từ những bập bẹ giống Cương, nghĩa là cũng nói cà lâm, cũng nói rất là run. Nhưng bây giờ bạn Trang đang một biên tập viên của chương trình Cà Phê Sáng,
Ok, bạn có một kênh YouTube gần 100.000 follow, bạn ấy làm video liên tục, bạn nói liên tục, và đến một lúc bạn bây giờ bạn nói bằng cách phản xạ, nhắm mắt cũng nói được, chỉ cần nghe đến một câu bạn ấy có thể tạo ra tuôn rất nhiều chủ đề. Thì cái việc đó là bởi vì bạn ấy đã luyện tập đủ lâu. Được không? Nên là cái tư duy của chúng ta là mình đừng so sánh với những người quá siêu để chúng ta thấy là mình rất tệ và chúng ta rất xuất sắc so với cái bản cũ của mình rồi. Ok, đấy, thì để mình đừng có so sánh, nó rất là khập khiễng như thế. Người ta đã nỗ lực bao nhiêu năm để có được như ngày hôm nay rồi, mình cứ so sánh để làm sao được. Mình phải có một cái công thức nữa. Đây là một cái công thức rất là quan trọng. 10.000 giờ bay, mọi người ghi xuống ạ. 10.000 giờ bay. 10.000 giờ bay, ok, ghi xuống nha. Chị Trang ngồi có vẻ buồn ngủ đây. Chị Trang ơi, à, ngồi thẳng như vậy tư thế, thoải mái đây nè. Ok, đấy, 10.000 giờ bay. 10.000 giờ bay là một trong những cái công thức mà người ta nói là để cho một phi công có thể bay được ấy, thì anh ta phải bay luyện tập 10.000 giờ. Hay kể cả bên NLP thì người ta phải mất 5 năm để đi chia sẻ mới được cấp chứng nhận. Nếu NLP chuẩn, Airbnb Hoa Kỳ đấy, thì người ta phải mất 5 năm rèn luyện để mới được cấp một cái chứng nhận hành nghề trainer đẳng cấp và chuyên nghiệp, đúng không? Thì đối với chúng ta cũng thế, chúng ta cũng phải biết được là chúng ta phải luyện đủ giờ bay thì chúng ta mới gọi là trở nên chuyên nghiệp được. Và mình phải nên là trong cái lúc mà chúng ta đang luyện giờ bay này nè, thì nó sẽ gặp phải những cái chỉ trích, nó phải gặp phải sai lầm, nó phải gặp với thất bại là chuyện bình thường. Ok, nói chưa hay là chuyện bình thường. Đủ 10.000 giờ bay tự khắc chúng ta sẽ hay. Ok, mình tin được điều đó đây. Ví dụ như làm video cái khoảng 300 video thì mọi người trở thành một master luôn, đúng không? Và tự khắc chúng ta sẽ điều chỉnh trong cái quá trình đấy. Nên cái tư duy nó cực kỳ quan trọng. Cái công cụ và cái hành công cụ đúng và hành động đúng nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi, nhưng cái tư duy đúng á là nó chiếm tới 80% những cái thành công trong cuộc sống của ta rồi. Nên chúng ta phải cài đặt cho mình những cái tư duy đúng, mở cái tư duy của mình ra và hiểu được, thì cái tư duy nó cũng linh với cái niềm tin của mình thôi, đúng không? Thì đó, cái tư duy là mình cần phải luyện tập đủ 10.000 giờ bay. Nhưng hiện tại thì cứ nghĩ chỉ cần khoảng 1.000 giờ bay thôi, bởi vì các anh chị đều là những người cực kỳ tuyệt vời rồi. Đó, tức là chỉ cần luyện tập 1.000 giờ bay là ok. Đó, thì cái câu chuyện 10.000 giờ bay mà có thể đọc thêm nhé, câu chuyện mà để một cái phi công có thể bay được mà một cách bay gọi là an toàn và được mọi người tin tưởng tuyệt đối á, thì anh ta phải đủ giờ bay và chúng ta cũng vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta, nhưng mà để bay được thì chúng ta phải bắt đầu lên máy bay, đúng không? Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi là nhưng mà nếu như anh ta chưa đủ 10.000 giờ bay làm sao anh ta bay được, thì có bay nhưng ở trong phạm vi kiểm soát rủi ro an toàn, nghĩa là chúng ta nói bằng video, chúng ta nói những sân khấu nhỏ hơn, chứ đùng một cái giống Cương có một cái trải nghiệm trong bản thân Cương là Cương chưa đủ giờ bay và Cương lên một sân khấu quá lớn quá hấp và Cương đã chưa đạt được cái kết quả như mình mong muốn. Nhưng đó là một cái bài học để mình biết rằng mình cần phải có cái giờ bay đó, và cái giờ bay đó nó khác cái giờ bay bình thường, đó là mình phải trả giá rất đắt thôi. Được không ạ? Đấy, thì cái tư duy về 10.000 giờ bay là điều rất quan trọng. Và tư duy tiếp theo từ 10.000 giờ bay này, đó là chúng ta phải tập, là luyện tập liên tục mỗi ngày, được không ạ? Phải liên tục mỗi ngày, mỗi ngày nhá, mỗi ngày, chứ không phải là đến cái lớp này mới gọi là học và luyện tập. Mà cái người mà chúng ta học được nhiều nhất là từ chính bản thân chúng ta. Chúng ta phải cảm nhận được cái cách chúng ta làm này. Không biết nói có nhanh quá không, nhưng mà mọi người sẽ phải nghe được những gì chúng ta đang nói, nghe trực tiếp khi chúng ta đang nói, và khi chúng ta nghe xong chúng ta phải nghe lại. Rồi, sau chúng ta nghe lại chúng ta phải thấy là mình cần phải điều chỉnh cái này để nó tốt hơn. Đấy, và mình có thể cầm máy lên mình nói lại tiếp lần hai. Đấy, và tiếp theo nữa chúng ta phải có một cái khả năng, đó là góp ý và giúp cho người khác tốt hơn. Nghĩa là khi chúng ta xem một cái bài của người khác ấy, thì chúng ta sẽ phải thấy được là nếu như mình là họ, mình sẽ nói, mình không phải góp ý cho họ nha, nhưng mình đặt mình vào họ và mình sẽ thấy nếu mình là họ, mình sẽ điều chỉnh cái gì, từ giọng nói đến tay chân cho đến hình ảnh. Ok, Hùng buồn ngủ hả? Hùng ngồi thẳng dậy nha. Cười cái nào. Yeah. Đấy, thì cái câu chuyện là chúng ta cần phải có cái khả năng góp ý và chia sẻ như vậy để đặt nghe lại mình và đặt mình vào vị trí của người khác để chúng ta thấy là mình có thể làm tốt hơn, hoặc nếu mình là họ, họ có thể làm tốt hơn như thế nào. Thì đây là một trong những cái bí mật về luyện tập, và Cương cũng đã áp dụng điều đấy, không phải để phán xét người khác đâu, nhưng mà để mình học hỏi được từ những cái điều chưa tốt từ người khác. Ok, mọi người hiểu điều này không? Nếu hiểu thì comment số 1 để Cương biết là mọi người đang hiểu được những gì Cương đang nói, nó không quá nhanh. Hãy ghi xuống là chúng ta cần phải đặt mình vào người khác, và nếu như lấy giả tưởng là nếu mình là họ, mình sẽ làm gì để tốt hơn đấy. Được chưa? Rồi, ok,
Đó, rồi, nên là cái câu chuyện là chúng ta cần phải đi xem bài của người khác là nó nằm ở chỗ này. Những cái tư duy để giúp chúng ta mở ra thôi, bắt đầu mở dần ra về cơ chế niềm tin. Và cái cơ, Cương sẽ tóm tắt lại một chút ngày hôm nay nè. Hôm nay có vài cái tư duy vô cùng quan trọng. Đó là hãy trân trọng những gì chúng ta đang có. Và tất cả gì chúng ta đang có đều rất tuyệt vời rồi. Đừng so sánh mình. Hay cái câu mà Cương cũng làm một cái clip trên TikTok á, đừng nhìn vào người khác mà sống, cũng đừng sống cho người khác coi, đúng không? Chúng ta sống cho chúng ta coi thôi. Đừng nhìn vào người khác mà sống, nghĩa là đừng so sánh mình với người khác và đánh mất đi chính mình. Đừng nhìn vào người khác để mà gọi là so sánh và đánh mất mình. Cũng đừng có sống để cho người khác coi, nghĩa là không phải sống để cho người khác phán xét mình, người ta phán xét kệ, đúng không? Thì chúng ta mới lên sân khấu được, chúng ta mới bắt đầu chia sẻ và tự tin nói được. Đấy là một cái tư duy rất là quan trọng, là chúng ta phải tự tin về những gì chúng ta đang có. Và bài tập đó là viết ra 50 cái thành tựu mà chúng ta đã làm được trong cuộc đời của mình, đúng không? Liên quan đến tất cả mọi thứ. Ví dụ chúng ta thành tựu của chúng ta là, ví dụ tôi cũng một thành tựu vô cùng tuyệt vời, tôi luôn tự hào đó chính là tôi đầy đủ tứ chi và tôi là một người không có bị khuyết tật gì cả. Tôi rất là tự hào về điều đấy, đúng không? Tôi tự hào vì mỗi sáng tôi thức dậy tôi đang được hít thở và đang được sống. Ok, đúng không ạ? Rất nhiều điều tự hào, nó không phải là tôi phải kiếm được 1 triệu đô tôi mới tự hào đâu. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều là những thứ chúng ta cần phải cảm thấy tự hào và biết ơn rồi, được chưa? Đấy là một cái tư duy để chúng ta tự tin. Cái tư duy thứ hai là cái tư duy là mọi cái thứ chúng ta muốn chia sẻ và muốn giúp đỡ người khác bên trong chúng ta đã có sẵn hết rồi. Chúng ta mỗi ngày chúng ta học thêm là để nạp thêm thôi, mà nạp thêm phải lôi ra chứ không phải nạp xong rồi để im trong đó và ngủ quên, đúng không? Để chúng ta nạp mọi thứ bên trong chúng ta đã có sẵn rồi, hãy lôi nó ra, hãy trò chuyện với chính chúng ta nhiều hơn, hãy dành thời gian để trò chuyện với mình nhiều hơn. Rồi thêm một vài cái tư duy nãy giờ nói mà quên rồi, hệ thống lại, mọi người tự hệ thống lại thêm nhé, được chưa? Rồi, đó là ngày hôm nay là đi thêm cái tư duy này nữa. Đây, một cái tư duy cuối cùng để chúng ta liên quan đến nói nè. Đó là cái công thức 7, 38 và 55. Mọi người vẽ một cái vòng tròn đó được không ạ? Vẽ cái vòng tròn ra, chia thành 3 phần. Một phần là 7%, một phần 38%, một phần 55%. Thì khi chúng ta thông được cái tư duy này kết hợp với 4 cái level ngày hôm qua, chúng ta cũng sẽ bắt đầu luôn nhớ về nó, chúng ta sẽ thông được. 7% liên quan đến ngữ điệu, ngôn từ, nội dung đấy, nội dung bài nói của chúng ta, những bài nói, bài chia sẻ, những câu chuyện chúng ta kể, nó chiếm chỉ có 7% thôi, và người nghe họ cũng chỉ nhớ được có 7% thôi, được không? Người nghe họ chỉ cũng nhớ được 7% những gì chúng ta nói thôi. Ví dụ như kết thúc cái Zoom này, mọi người cũng nhớ được đâu đó 7%, nếu như ngày mai chứ không gọi là ôn bài thì chúng ta cũng sẽ quên đi rất là nhiều. Ok, 7% là liên quan đến ngôn từ, nội dung. Nên là đừng có sợ chúng ta nói cái gì nó chỉ chiếm 7% thôi. Cái 38% còn lại liên quan đến ngữ điệu. Ngữ điệu là cái giọng nói, cái cách chúng ta nhấn nhá, nói nhanh, nói chậm, được không? Ở đấy là cái ngữ điệu, ngữ âm. Thì cái phần này thì bạn Huyền Hàn Quốc sẽ đồng hành code và chia sẻ lại cho chúng ta. Ở cái góc độ này Cương cũng đào tạo, nhưng bạn Huyền thì chuyên sâu hơn Cương và đẳng cấp và chuyên nghiệp hơn Cương, nên Cương mời bạn Huyền chia sẻ cho nó chuyên. Nhưng mình tả bí lù quá thì chưa chắc nó đã sâu và nó tốt, đúng không ạ? Đấy, thì 38% liên quan đến ngữ điệu và giọng nói. Chúng ta cần, khi chúng ta sở hữu được một giọng nói hay, mình phải thấy giọng nói mình hay, thì mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Ví dụ nhiều người bảo là giọng của em ở địa phương thì làm sao mà em hay được. Hãy thấy một vài cái case study trong cuộc sống rất thành công, như Trường Giang nói giọng Quảng Nam, đúng không? Nhưng anh ấy rất là thành công. Bởi vì sao? Anh ấy tự hào và tạo ra sắc thái riêng của anh ấy. Và nói chỉ cái câu chuyện đó là tròn vành rõ chữ, người ta nghe người ta hiểu rồi, từ từ nó sẽ lên câu chuyện là nó hay. Hay như nào là hay? Tiêu chuẩn chúng ta phải có hay. Thì bạn Huyền sẽ giúp chúng ta có được cái điều này. Ok, Huyền nếu ok thì Huyền là anh số 3 đấy, để anh biết là Huyền đang xem cái Zoom này nhá. Rồi, tiếp theo nữa là 55% là nó nằm ở cái góc độ hình ảnh, liên quan đến tay chân, ánh mắt, và liên quan đến body language, ăn mặc hay là kể cả hơi thở, được không? Và cách chúng ta di chuyển 55%. Và mọi người sẽ để ý quan sát lại nè. Khi chúng ta nói xong một cái video, người ta sẽ ấn tượng chúng ta về cái điều gì? Cái năng lượng, cái ngữ điệu, cái hình ảnh, cái tay chân chúng ta sử dụng, nội dung. Người ta chỉ cần nhớ được một vài cái key mà áp dụng được vào trong cuộc sống của mình thôi. Nhưng mà cơ bản khi chúng ta bắt đầu nói, chúng ta thường lo sợ về nội dung. Và thứ hai là chúng ta rất tham về nội dung, nên chúng ta bị cuốn vào nội dung mà chúng ta quên đi mất 97-93% cái yếu tố kia là giọng nói, ngữ điệu cũng như hình ảnh chúng ta sử dụng. Ok không ạ?
Đó, thì khi chúng ta cài đặt cho mình cái tư duy này, chúng ta sẽ không sợ về nội dung nữa. Cho dù nội dung rất quan trọng, 7% nó rất là quan trọng, nhưng nó không phải là cái quyết định hết. Mà chúng ta chỉ cần biết là mọi thứ mình đã có rồi, mình chỉ cần lôi nó ra và nói và biết cách để sắp xếp cái bố cục đó thôi. Và trong chương trình này cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sắp xếp cái bố cục đó như thế nào, được không ạ? Rồi, cái tư duy này rất là quan trọng nha. Rồi, ui, còn nhiều nội dung muốn nói quá. Cứ muốn nói cái điều này nữa trước khi chúng ta kết thúc một cái bố cục để chúng ta làm video. Ok ạ? Một cái bố cục của chúng ta làm video, mọi người sẽ kẻ cái vở mình thành 6 ô. Kẻ cái vở mình thành 6 ô. Ok. 6 ô như này nha. Một đường dọc. Hai đường ngang thành 6 ô, được không ạ? Đây là một cái kịch bản để chúng ta có thể làm một video nói riêng, một bài livestream hoặc là một cái bài nói chuyện trên sân khấu, nó cũng xuất phát từ này thôi. Nhưng mà thực ra cái bài trên sân khấu này nó nhiều ý hơn. Bài đầu tiên đó là chúng ta phải ô đầu tiên là chúng ta có tiêu đề. Đây là một cái kịch bản để làm một video marketing. Tiêu đề nó là một cái gì đó, ví dụ như là nếu bạn muốn tự tin nói trước đám đông, đây là video dành cho bạn. Hay là bí mật về giúp bạn sở hữu giọng nói và người mê. Một vài cái tiêu đề, nói chung là tôi sẽ gửi cho mọi người những cái cách thức để chúng ta tạo ra những cái tiêu đề, được không? Nó có khoảng 100 mấy chục cái, 72 cái đó, thì xíu nữa tôi sẽ gửi cho mọi người, được không ạ? Tiêu đề thì cái cách chúng ta đặt tiêu đề là nó cũng sẽ ấn tượng, một hút người nghe, người ta sẽ ấn tượng rồi. Và trong cái bài nói cũng vậy, chúng ta cũng phải bắt đầu bằng những tiêu đề. Cái ngày hôm nay là cái cách thức tôi sẽ chia sẻ mọi người về tư duy, để khi chúng ta thông được cái tư duy này, chúng ta sẽ tự tin nói trước đám đông. Đây là cái phần đầu tiên, phần một là tiêu đề, đúng không ạ? Cái phần thứ hai đó chính là chúng ta là ai, đây là ai, và xác lập cái quyền được nói là cái bài giới thiệu bản thân mình trong vòng khoảng 10 giây thôi, 10 giây đến 15 giây để người ta muốn ở lại với mình. Thường giới thiệu là xin chào mọi người, tôi là Lê Văn Cương, là chuyên gia đào tạo về gắn kết đội ngũ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và giúp các hệ thống kinh doanh online nhân bản hệ thống và viết quy trình thành công. Ok, ví dụ đó là tôi, thì tôi giới thiệu ngắn gọn như vậy, đúng không ạ? Còn nếu mà muốn làm sâu hơn thì trong cái bài nói trước đám đông á, bài nói về sân khấu, thì chúng ta sẽ ứng dụng thêm cái phần là cái bài ngày hôm qua 30 giây, đúng không? Số năng 5 năm kinh nghiệm nè, cái con số nè, kết quả chuyển đổi nè, và cái call to action để người ta kết nối mình. Chúng ta là ai? Rồi, cái phần thứ hai. Cái phần thứ ba là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề. Ok, vấn đề đây là những cái nỗi đau á, nỗi đau của thị trường, của cái chủ đề chúng ta muốn nói. Là chúng ta sẽ nói sơ qua khoảng 1, 2, 3, 4 cái nỗi đau rồi đó. Nỗi đau, ví dụ như là tôi nói là tôi là Lê Văn Cường, đúng không? Và ngày hôm nay tôi sẽ nói mọi người về cái cách để giúp chúng ta tự tin nói trước đám đông. Mọi người biết không, hiện tại nói trước đám đông là một trong những cái điều rất là quan trọng, nhưng nhiều người đang không thể nói được. Nhiều chị em chủ doanh nghiệp họ rất sợ nói trước đám đông, thậm chí họp với nhân viên, thậm chí phát biểu với nhân viên, và nó là một nỗi ám ảnh đối với họ. Và một cái nỗi đau là rất nhiều người bởi vì không có tự tin nói trước đám đông nên họ đã mất đi cái tầm ảnh hưởng cũng như khả năng kiểm soát công ty của mình. Đấy, được chưa? Đó là một cái chúng ta nói một vài cái vấn đề ở trong cái chủ đề chúng ta đang muốn chia sẻ. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ nói về sự sung sướng. Sung sướng, ok. Sung sướng ở đây là những cái họ sẽ đạt được, nghĩa là cái nếu như họ sở hữu cái kỹ năng hoặc là họ biết được cái nội dung chúng ta chia sẻ đó, họ sẽ đạt được kết quả gì. Và ngày hôm nay tôi muốn nói mọi người, nếu như mà mọi người sở hữu luyện tập để chúng ta tự tin nói trước đám đông, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành một lãnh đạo truyền cảm hứng, một lãnh đạo ảnh hưởng, đúng không? Bởi vì chúng ta có thể đào tạo nhân viên, chúng ta có thể chia sẻ và giúp đỡ nhân viên rất là nhiều. Khi chúng ta nói trước đám đông thì chúng ta cũng sẽ trở thành một người có một cái nhân hiệu rất là tốt, chúng ta lan tỏa và được nhiều người biết đến hơn, từ đó chúng ta sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Và khi chúng ta tự tin nói trước đám đông, nghĩa là chúng ta có thể để lại cho cuộc đời này rất nhiều giá trị, bởi vì có hai cách để chúng ta để lại giá trị trên cuộc đời này, một là viết, hai là nói, thì bạn phải biết cách nói. Ok, ví dụ thế thì sự sung sướng, đúng không ạ? Thì chúng ta sự sung sướng ở bên cái phần tiếp theo. Và cái phần thứ năm là phần rất là quan trọng nè, đó là cái cách thức. Nó là cái cách thức hoặc là nó là cái quy trình, các bước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta có thể lấy 3 bước hoặc là 5 bước hoặc là 7 bước, hãy lấy con số lẻ. Và nó tại sao là số lẻ thì mọi người cứ tin mà làm theo đi. Ok, đó. Vì nó sẽ rất là dễ. Cái tiêu đề nó thành những con số như 3 bước để giúp bạn tự tin nói trước đám đông nè, hay là 5 tư duy giúp bạn tự tin nói trước đám đông này, hay là 7 cái sai lầm bạn không được gặp trong không
bạn cần phải sửa để trở thành một người tự tin nói chứ đông đông, ví dụ như thế. Thì nó là những con số mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ mọi người ba cái tư duy rất là quan trọng. Tư duy đầu tiên là chúng ta hãy trân trọng những gì chúng ta đang có và hãy yêu thương nó, hãy biết ơn nó. Cái tư duy thứ hai là chúng ta phải tạo ra sự chuyển đổi, hãy có cho mình một cái, luôn cài đặt cho mình tư duy là những tất cả những bài nói của mình phải tạo ra sự chuyển đổi. Cái tư duy thứ ba là tất cả gì chúng ta muốn có và muốn chia sẻ thì đã có sẵn bên ngoài hết rồi, à bên trong chúng ta hết rồi, hãy luôn nó ra mà nói thôi. Và cách thức chúng ta làm thì mình phải bắt đầu từng bước đó là ok, hãy trân trọng gì chúng ta đang có, cách thức mọi người làm là như thế nào, đúng không, hãy ghi nhận mình và sau đó là ABCDXYZ, hãy một những gì chúng ta đang có đã có sẵn bên trong, hãy luôn nó ra. Thì bằng cách nào? Thì bằng cách là chúng ta phải luyện tập như nào đấy, đúng không? Đấy thì cái cách thức chúng ta sẽ tạo ra nội dung. Và cứ nói mọi người nè, cái này á thì trên YouTube, trên internet, sách báo có rất nhiều, đúng không? Chúng ta chỉ cần cầm một cái quyển sách ra thôi. Ok, ví dụ như Đắc Nhân Tâm, và chúng ta có thể làm được rất nhiều video, rất nhiều bài chia sẻ. Nội dung là cái thứ không quan trọng. Nó có sẵn hết rồi, rất nhiều ở rất nhiều nơi. Mỗi và một status của một ai đó chúng ta cảm thấy hay, mình có thể tạo thành một bài chia sẻ, một video chia sẻ rồi. Ok chưa? Đó, nên là cái cách thức này. Và cái mục thứ 6 là cái call to action, kêu gọi hành động. Thì kêu gọi hành động ở đây là kêu gọi mọi người sẽ follow mình, kêu gọi mọi người hãy làm theo mình, kêu gọi mọi người hãy luyện tập, kêu gọi mọi người hãy đăng ký kênh, kêu gọi mọi người hãy kết nối với mình, hay kêu gọi cái điều gì đấy. Thì hãy kêu gọi hành động, đúng không ạ? Phải kêu gọi hành động. Ok, rồi. Ok, đó là cái 6 bước để tạo ra một cái kịch bản để chúng ta làm video marketing, cũng như chúng ta thiết kế một cái bài nói, nó xoay quanh 6 bước đó thôi. Và chúng ta sẽ đào sâu hơn trong chương trình này, chúng ta sẽ đào sâu hơn từng bước. Ngày hôm qua chúng ta đã làm được cái bước là giới thiệu bản thân này, đúng không? Cái cách đặt tiêu đề thì hôm nay tôi sẽ gửi tài liệu cho mọi người. Đó, thì cứ theo đó, thì từ đó chúng ta sẽ sáng tạo lên. Hãy tuân thủ 6 bước này theo cái kịch bản này, sau đó mình sẽ sáng tạo lên. Mình có thể thêm bớt, có thể bớt đi trong cái bài nói ngắn hay ít, hoặc là thêm bớt vào một vài cái điều nữa. Ok chưa? Đó, thì đó là những gì mà cứ muốn nói với mọi người trong cái buổi thứ hai ngày hôm nay. Cưng sẽ dành thêm một ít phút góp ý một chút nha. Cái góp ý về làm video, cái điều đầu tiên là video của mọi người hãy có cho mình cái background ổn, đúng không? Cái background nó đừng có bị luộm thuộm quá, để chúng ta quay lên và nó làm được không có rối mắt người nghe. Cái background nó phải ok, được chưa? Background rất là quan trọng, đừng có bị rối, đừng có người di chuyển nhiều. Và nó, cái thứ hai là không gian nó phải im lặng để đừng có bị tạp âm nhiều, đúng không? Cái background là cái tường phía sau này, cái bố cục phía sau. Cái thứ hai nữa là âm thanh của chúng ta. Cái thứ ba là ánh sáng hiện tại thì đối với ở nhà cư hiện tại này nó đang chưa có tốt lắm, bởi vì cái đèn nó đang nằm ở bên này thì cái mặt nó hơi tối, thường thì ánh sáng nó phải trực diện như này, đúng không? Giống như mọi người nhìn này thì ánh sáng nó sẽ sáng hơn nè. Ok, ánh sáng hôm nay nó vẫn chưa tốt lắm. Ok, và đừng có để ngược sáng, khi chúng ta ngược sáng thì cái video nó sẽ rất là xấu. Ok không ạ? Đó thì cái background, cái âm thanh, cái ánh sáng. Và cái thứ ba nữa, tiếp theo nữa là chúng ta hãy để điện thoại quay ở chế độ ngang, đừng quay dọc. Khi quay dọc á thì mình up lên trên YouTube nó sẽ bị hai cái phần ở hai bên nó bị đen đi, nó rất là xấu. Hãy quay ngang, bởi vì quay ngang mình có thể up lên các nền tảng khác nhau. Còn quay dọc thì nó sẽ được ưu tiên trên TikTok hay là trên Facebook. Nhưng mà chúng ta hãy quay dọc đi, quay ngang đi, chúng ta sẽ sử dụng ở rất nhiều nền tảng. Hãy quay ngang điện thoại. Thứ tiếp theo nữa là mình nhìn vào camera, đừng nhìn vào màn hình, nhìn vào camera được không ạ? Nhìn vào camera là giống như mình đang nhìn vào mắt khán giả cảm thấy là mình đang nhìn với họ, được không? Và mình cũng đỡ bị thấy là mình lộn thộn tay chân, mình đỡ bị thiếu tự tin. Mình nhìn vào camera, ok? Rồi, cái mắt nhìn vào cam, được không? Rồi, hôm qua có một vài gì nữa nhỉ? Rồi, cái cách chúng ta đăng làm bài tập á thì chúng ta phải đăng cái tiêu đề, phải biết cái tiêu đề để đăng cái tiêu đề lên, đúng không ạ? Hãy đăng cái tiêu đề bài nói của mình, chứ đừng có đăng là số, mà phải đăng lên và phải có cái tiêu đề luôn. Cái tiêu đề là cái tên á, và sau đó viết thêm một vài cái câu mô tả ở phía dưới. Hãy tập dần đi, rồi chi tiết thì sẽ hướng dẫn sau, nhưng bây giờ một vài cái chi tiết nhỏ mọi người sẽ bắt đầu làm. Đặt cái tên, chứ không phải là ngày hôm nay là ngày 6 tháng 8, up cái video lên là ngày 6 tháng 8 luôn. Rồi hãy tập dần để cho chúng ta bắt đầu có một cái quy trình á, là cái bài đăng của mình lên thì mình sẽ phải đăng kèm cái link, đúng không? Ai có nhiều anh chị ngày hôm nay còn không biết là copy cái link trên YouTube như nào, hãy tự học. Cái này mà Cương hướng dẫn nữa thì mọi người cứ khinh thường năng lực của mọi người quá, chúng ta đều biết hết,
chỉ là chúng ta chưa lôi nó ra thôi. Nên là copy cái đường link thì phải có một vài cái câu mô tả để người ta biết là chúng ta đang nói cái điều gì. Thứ nhất là cái video nó phải có tiêu đề, sau đó phải có cái mô tả cảm ơn mọi người đã xem và mong mọi người góp ý như thế nào đấy. Chúng ta đánh thêm một vài dòng chữ, nó không mất quá nhiều thời gian, nhưng nó bắt đầu hình thành cho chúng ta những cái thói quen của sự tiểu tiết rất là chuyên nghiệp, và từ đó chúng ta sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn. Ok, đấy là còn gì nữa nhỉ? Thiết kế thumbnail thì chưa phải, không cần thiết. Chỉ là ok, rồi nó thiết đi tuân theo cái bố cục của một video, rồi điều chỉnh lại cái mắt, cái camera chúng ta để ngang tầm mắt, đừng có thấp quá cũng đừng có cao quá thì làm cho chúng ta sẽ nhỏ lại, thấp thì làm cho chúng ta to lớn lên, nhưng mà chúng ta không nên. Cái góc đẹp nhất là ngang cái camera nó ngang tầm mắt của mình là vừa. Ok, ngang tầm mắt nha. Rồi. Gì nữa không nhỉ? Rồi, một vài cái góp ý ở cái bài tập ngày hôm qua, và cứ muốn mọi người tuân thủ cái quy trình này nào. Điều đầu tiên là mình làm xong thì mình sẽ nghe lại. Thứ hai nữa là dành thời gian đi nghe lại khoảng và tự góp ý cho mình, tự thấy là mình cần làm cái gì để tốt hơn, và sau đó hãy dành thời gian đi nghe từ 2 đến 3 cái video, tối thiểu là 3 cái video của 3 bạn, và hãy đặt mình vào vị trí của họ. Nếu mình là họ, mình sẽ làm điều gì để tốt hơn, thì đó là cách học tuyệt vời nhất, và chắc chắn chúng ta sẽ tự tin và nói tốt hơn rất là nhiều. Mình học từ bạn sẽ được nhiều hơn rất là nhiều. Ok, rồi chúng ta sẽ dành khoảng 5 phút để mọi người có cái góp ý gì cho cái buổi bài hôm nay, cũng như chia sẻ một chút ngày hôm nay trước khi Cương giao bài tập. Ok, ai muốn nói thì bật mic lên. Hello. Cương có nói nhanh quá không, hay là nói như nào đó, mọi người có thể góp ý cho Cương hoặc là chia sẻ một chút cái bài học. Thôi bài học thì khỏi cần đi. Cái gì đó ngày hôm nay góp ý để chúng ta cùng làm tốt hơn nha. Alo. Alo. Không ai nói gì à? Phần ngày hôm nay thì em thấy là cũng chi tiết, nhưng mà theo cái góp ý riêng của em nhé. Ừ. Đó là cũng ngừng nhắc nhở một chút để cho mọi người để theo kịp. Vì em nghĩ là cũng có người mới thì sẽ không kịp với cái tốc độ của anh nói. Ừ, nói nhanh quá đúng không? Nói hơi nhanh. Để một hệ thống lại thì cũng rất là nhiều anh chị em quen rồi, và cũng học nhiều thì có thể hệ thống rất nhanh. À, ok. Để không rồi. Quen. Ok, cảm ơn Hương. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hôm nay mình thực ra mình muốn làm đến 7 giờ. Nhưng mà mình muốn mọi người có khoảng 1 tiếng đi. Và ngày mai thì mình sẽ kết thúc đúng giờ để mọi người còn chuẩn bị đi làm nhiều hơn. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bài tập thì Cương sẽ làm video để Cương gửi lên trên nhóm nha. Ai chưa vào nhóm thì tham gia vào nhóm và điều chỉnh lại. Ngày mai thì Cương sẽ bớt tham nội dung lại một tí. Cương vẫn đang hơi tham nội dung, đúng không? Ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Hương. Cương ơi, alo. Dạ. Ừ, cái phần bài tập mà em đưa lên trên Facebook ấy thì dạ. Em cho cái nhạc của nó bé hơn và cái lời của em nó to hơn để mọi người nghe rõ hơn. Ok. Ừ. Dạ. Rồi ok, cảm ơn em nhé, cảm ơn mọi người. Dạ. Rồi. Ok, còn ai có góp ý gì nữa không thì góp ý, còn nếu ai bận thì chúng ta kết thúc xong rồi, mọi người có thể kết thúc rồi, chúng ta sẽ tự out. Và ai chưa làm bài tập thì tự giác chuyển tiền nhá. Ai vào trễ tự giác chuyển tiền, không cần nhắc đâu. Được không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn nha, cảm ơn. Ok, chúc mọi người ngày mới tốt lành nha. Bài tập thì Cương sẽ làm mọi người ngay. Cảm ơn tất cả mọi người. Yeah, thank you. Okay.